tiết lộ bí mật chấn động. Kỷ Dậu sinh năm 1969, thần tài báo mộng, tiền về tới tấp, trong năm 2025 cực giàu. Hoan hỉ chào đón quý cô bác đang theo dõi chương trình đặc biệt trên kênh KB Tử Vi. Lời đầu tiên xin được gửi tới cô bác lời chúc sức khỏe tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Cô bác Kỷ Dậu thân mến, nhu cầu hay mong muốn được hạnh phúc luôn là khát vọng lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người. Mỗi việc làm hàng ngày dù nhỏ hay lớn, mỗi ước mơ, khát vọng trong đời người đều hướng đích đến là hạnh phúc. Người mong có được vật chất đầy đủ, người mong có được tri thức sáng tạo, hiểu biết sâu rộng, người mong có được một người bạn tốt hay đơn giản là mong còn được sống trên cõi đời này. Nhưng điều gì làm cho cô bác hạnh phúc khi về già? Cô bác đã trải qua quá nửa đời người vất vả bon chen với đời, và bây giờ là thời điểm để cô bác hưởng thụ những thành quả nỗ lực suốt đời của mình. Vì vậy mà cô bác Kỷ Dậu hãy chuẩn bị cho tuổi về hưu của mình bằng những hoạt động có ý nghĩa để những năm tháng sau của cuộc đời mình được an yên, thảnh thơi nhé. Thưa cô bác, khi xem lá số tử vi cho các tuổi trong năm 2025, các bậc thầy tử vi có đôi lời nhắc nhở cô bác để có được một năm đầy niềm vui và viên mãn. Điều mà các thầy tử vi nhấn mạnh là trong năm này, cô bác cần cẩn trọng giữ gìn sức khỏe của mình. Thật khó để nói rằng tuổi già không cần sức khỏe. Sức khỏe luôn là vốn quý và cô bác cần trân trọng nó. Thử tưởng tượng xem, những biến cố bất ngờ lúc nào cũng có thể ập tới bất cứ khi nào. Về già cô bác sẽ sống như thế nào nếu không có sức khỏe, hoặc khi triền miên trong những cơn bệnh? Vì vậy, trong năm 2025 sắp tới, cô bác Kỷ Dậu hãy hết sức chú ý nhé. Và để biết rõ hơn những vận hạn gì mà mình sẽ phải đối mặt trong năm 2025, xin mời quý cô bác theo dõi phần luận giải lá số tử vi ngay sau đây. 1. Tổng quan người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm 2025. Trời sinh người tuổi Kỷ Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Kỷ Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Người tuổi Kỷ Dậu hiền lành, nhân hậu, không bàn chuyện thế sự mà chỉ chuyên tâm chăm sóc cho cuộc sống của bản thân và gia đình. Mệnh chủ vốn lấy lao động là niềm đam mê và luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong bàn tay ta. Nếu không ngừng cố gắng thì sẽ không thể xây dựng được một cuộc sống sung túc, viên mãn. Người tuổi Kỷ Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Kỷ Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng. Mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Tuổi Kỷ Dậu là những người khá quan trọng vẻ bề ngoài. Họ dành nhiều thời gian để chăm chút bản thân. Những người này rất tự hào về cuộc sống gia đình hòa thuận của mình. Bởi vậy, sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi, tuổi Dậu thường trở về với mái ấm yêu thương để bên cạnh những người thân của mình. Cuộc đời của cô bác Kỷ Dậu được gói gọn lại trong những câu ca sau. Kỷ Dậu mạng thổ cung khôn, đại trạch đất lớn ở thì say mê. Thìn, tuất, sửu, mùi chẳng chê, tị ngọ sáu tháng đặng bể an thân. Thu đông hưu tù phân vân, hai mùa làm đặng công thần cũng lo. Số này lúc nhỏ lao đao, hậu vận sung sướng phong lưu thanh nhàn. Ánh người ngay thẳng chẳng gian, lại thêm có số tu hành, thọ thân. Tha phương lập nghiệp mới nên, cửa nhà an ổn, gia môn thuận hòa. Số này hưởng lộc tuổi già, cũng như áo gấm lại càng thêm hoa. Người tuổi Kỷ Dậu 1969 mệnh đại trạch thổ có may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Tất nhiên không tránh được những khó khăn bước đầu, song khi vượt qua được những điều đó thì cả một tương lai tươi sáng đang chờ bản mệnh phía trước, thành công càng ngày càng thêm rực rỡ. Tính cách của con giáp này thích động chứ không thích tĩnh, họ thích đi chơi, đến những chỗ náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong cuộc đời, sẽ có những năm cô bác gặp vận hạn xấu nhưng cũng có những năm gặp được cục diện cát lành, nhiều tin vui đưa tới. Quan trọng khi đó, cô bác cần biết nắm bắt cơ hội để thực hiện những dự tính của mình vào thời gian này. Vận khí tốt sẽ khiến mưu cầu như ý. Nam tuổi Kỷ Dậu, thiên can mang chữ Kỷ, có các sao Văn Khúc, Vũ Khúc, Tham Lang, Thiên Lương và Tứ Hóa là người có nhiều tham vọng, nhưng cuộc sống phải đặt trên nền tảng đạo đức, sự nghiệp mới bền vững,
Với can sinh chi, cuộc sống gặp nhiều xuôi thuận, công danh sự nghiệp dễ thành, trở nên tự mãn, tự cao. Là người có tài nên dễ thành tự cao, tự kiêu, trở ngại trong giao tiếp, khó làm nên việc lớn và dễ tạo nhiều kẻ thù, gây trở ngại lớn cho việc xây dựng sự nghiệp. Chữ tài đi với chữ tai một phần hợp gần với số của nam mệnh, nên lấy đó mà làm kinh nghiệm. Tuổi trẻ có những khó khăn, từ 40 tuổi trở lên, sự nghiệp khá vững vàng nhưng vẫn còn dao động. Nếu biết làm lành, lánh dữ thì hậu vận sẽ giàu có, gia đình êm ấm, con cái nên danh. Nữ tuổi Kỷ Dậu, được Thái Dương chiếu mạng, là người khôn lanh, năng động, toàn tính sáng suốt, dễ thành công trên thương trường, nhất là lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Đặc biệt, với tài tiên liệu, có khả năng làm giàu nhanh chóng, nhưng tiền của khó nắm giữ, tiền vào buổi sáng, ra buổi chiều. Bản tính hiền lương, thương người dễ bị bạn bè lợi dụng. Đối với gia đình, là người vợ, người mẹ hết lòng hy sinh cho chồng cho con nhưng ít xây dựng được mái ấm hạnh phúc. Càng lớn tuổi, càng có nhiều kinh nghiệm, lòng tự tin thái quá đã mòn dần, sự nghiệp mới vững vàng, ngày càng phú túc, giàu sang và gia đình cũng có phần êm ấm. Hậu vận mới thật bền vững, gia đình sự nghiệp vững bền, con cái nên danh. 2. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nam mạng năm Ất Tỵ 2025. Xem tử vi trọn đời thấy rằng, nam tuổi Kỷ Dậu, thiên can mang chữ Kỷ, có các sao Văn Khúc, Vũ Khúc, Tham Lan, Thiên Lương và Tứ Hóa, là người có nhiều tham vọng, nhưng cuộc sống phải đặt trên nền tảng đạo đức, sự nghiệp mới bền vững. Với can sinh chi, cuộc sống gặp nhiều xuôi thuận, công danh sự nghiệp dễ thành, trở nên tự mãn, tự cao. Là người có tài nên dễ thành tự cao, tự kiêu, trở ngại trong giao tiếp, khó làm nên việc lớn và dễ tạo nhiều kẻ thù, gây trở ngại lớn cho việc xây dựng sự nghiệp. Chữ tài đi với chữ tai một phần hợp gần với số của nam mệnh, nên lấy đó mà làm kinh nghiệm. Tuổi trẻ có những khó khăn, từ 40 tuổi trở lên, sự nghiệp khá vững vàng nhưng vẫn còn dao động. Nếu biết làm lành, lánh dữ thì hậu vận sẽ giàu có, gia đình êm ấm, con cái nên danh. Đời người như hạt sương mai, thời gian trôi nhanh chưa kịp định thần, nửa cuộc đời đã trôi qua, quay đầu nhìn lại cứ ngỡ mọi thứ đều trong tầm tay mình. Thưa quý vị, tất cả quãng đường đi qua, gặp được nhiều người, trải qua nhiều chuyện, bạn cũng đã hiểu ra cái gì là mây khói, chỉ như gió thoảng qua tay, cái gì mới là điều nên nắm chắc trong lòng bàn tay mình. Vì vậy, nửa đời sau, bản mệnh hãy nhớ rằng, phương thức sống tốt nhất không phải là có bao nhiêu của cải, danh vọng cao sang, quyền quý ra sao, mà làm sao để mỗi ngày chúng ta đều là chính mình, giữ được cái tâm ban đầu của mình. 3. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nữ mạng năm Ất Tỵ 2025. Xem tử vi trọn đời thấy rằng, nữ tuổi Kỷ Dậu, được Thái Dương chiếu mạng, là người khôn lanh, năng động, toàn tính sáng suốt, dễ thành công trên thương trường, nhất là lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Đặc biệt, với tài tiên liệu, có khả năng làm giàu nhanh chóng, nhưng tiền của khó nắm giữ, tiền vào buổi sáng, ra buổi chiều. Bản tính hiền lương, thương người dễ bị bạn bè lợi dụng. Đối với gia đình, là người vợ, người mẹ hết lòng hy sinh cho chồng cho con nhưng ít xây dựng được mái ấm hạnh phúc. Càng lớn tuổi, càng có nhiều kinh nghiệm, lòng tự tin thái quá đã mòn dần, sự nghiệp mới vững vàng, ngày càng phú túc, giàu sang và gia đình cũng có phần êm ấm. Hậu vận mới thật bền vững, gia đình sự nghiệp vững bền, con cái nên danh. Về tổng thể, bước sang năm Ất Tỵ, cơ hội sẽ xuất hiện liên tiếp với nữ mệnh tuổi Dậu sinh năm 1969. Bằng kinh nghiệm phong phú cùng với bản lĩnh của mình, bản mệnh có thể nhanh chóng chấp lấy thời cơ, khẳng định vị thế của mình và khiến nhiều người thán phục. Và ngay sau đây là chi tiết tử vi của nữ mạng Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm 2025. 4. Vận trình người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm 2025. Phương diện công việc, cuộc sống. Công việc làm ăn của tuổi này trong năm Ất Tỵ không có gì phải bận tâm quá lớn. Mọi thứ đều được bạn giải quyết ổn thỏa nhờ kinh nghiệm qua nhiều năm tích lũy. Bạn lại đối nhân xử thế hài hòa nên có thể xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, lúc khó khăn luôn được hỗ trợ kịp thời. Tuy nhiên, năm nay nam mạng Kỷ Dậu gặp hạn thiên tinh, niên hạn này mang đến cho mệnh chủ những rắc rối có liên quan mật thiết đến luật pháp. Rắc rối này có thể là bị kiện cáo, nặng hơn thì bị truy tố, xét xử và mang án phạt, thậm chí là đi tù. Vì vậy,
Trong năm nay, những công việc liên quan đến công quyền, luật pháp, người tuổi Kỷ Dậu nam mạng cần hết sức chú ý. Phương diện tài lộc, tài chính của cô bác Kỷ Dậu vẫn khá rủng rỉnh trong năm 2025 này. Nếu bản mệnh biết tích lũy từ trước thì hoàn toàn có thể tự chủ kinh tế, chi tiêu theo ý muốn. Cô bác cũng nên cân đối thu chi cho bản thân và cả gia đình, tránh nghe theo lời dụ dỗ của kẻ bất lương mà mua sắm những món đồ không thiết yếu hay hàng giả, hàng nhái, vừa tốn tiền tốn của vừa dễ khiến tâm lý suy sụp. Phương diện tình duyên, tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2025 về tình duyên, gia đạo khá lạc quan. Tình cảm vợ chồng, cha mẹ, con cái đều rất hòa thuận, ít mâu thuẫn về tiền bạc hay các vấn đề của cuộc sống. Cô bác rất giỏi trong việc quản lý gia đình, điều hòa các mối quan hệ giữa thành viên trong gia đình rất tốt nên mọi người luôn đoàn kết, yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Dù có vấn đề gì xảy ra, cả nhà cũng cùng bàn bạc và tìm cách giải quyết. Những người độc thân có thể dành thời gian quây quần bên con cháu, tăng cường giao lưu với bạn cùng trang lứa để tự tìm niềm vui cho mình. Tránh luẩn quẩn trong những suy nghĩ tiêu cực sẽ rất có hại cho cơ thể. Phương diện sức khỏe, tử vi 2025 nhắc nhở cô bác Kỷ Dậu 1969 cần chú ý sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Chẳng những phải chăm lo, bồi dưỡng thể chất mà còn cần tập cho mình lối suy nghĩ tĩnh tâm và đừng làm việc quá sức. Tử vi cũng có lời nhắc nhở các bác Kỷ Dậu nữ mạng. Trong năm 2025, các bác gặp hạn tam kheo. Đây là niên hạn ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của bản mệnh. Nhẹ thì bị chảy xước, đau xương khớp tay chân, nhưng nặng thì đa chấn thương có khi dẫn đến tử vong. Đặc biệt cần phải hết sức chú ý các bệnh liên quan đến mắt, tay chân. Do đó, không nên chủ quan xem nhẹ lời nhắc nhở này.